bữa đó là con đi xô Kim Long. Dạ cô có tập luôn rồi. Đây nước suối đó. Nước suối đó. Thử ra hỏi lông màu của con nha. Dạ. Rồi cô lên thật con đồ cho con hết rồi con cứ đi xô đi về rồi. Dạ. Con là con nha. Ủa ông Sáu con đi xô nè. Cho ổng phúc quá. Vô trong gia đình đó. Dạ. Mở cửa chưa? Không, mở cửa cho chị đi không? Rồi đây kệ đó rồi, có rồi. Rồi cho Quyền nó vô nó. Đang đàng hoàng. Hỏi là Ngọc Quyền biết ông này không? Không biết rồi. Biết chứ, ông nào? Ông Sao Cứ á. Ồ, biết chứ. Ờ, trời ơi. Ủa, mà hỏi vậy chứ biết mà. Ba luôn đó. Ờ, trời ơi, ba Sao Cứ là em mà còn ba mà. Chắc nhắc rồi. Em biết rồi, nhưng mà sinh nhật của ba là chỉ có cái ngày là... Đúng rồi. 4 năm mới có một lần ngày 29 thôi. Đúng rồi. Cái là bổ hỏi vậy. 28 chứ, 4 năm mới có lần ngày 28. 29 chứ. 29, 4 năm mới có một lần ngày 29. Mỗi lần 4 năm một lần mới đi sinh nhật ba. Có hồi xưa là đỡ đầu cho đình đình mà. À đúng rồi. Giống như chủ đình vậy đó. We'll be right back.
lần nữa. Hỏi cho chắc ăn. Hỏi gì? Tôi muốn nó bỏ cho liền.